Mẹ Maria mẫu gương hiệp hành, con đã quay về cùng đoàn người 5 tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Lời bài hát Một Trời La Vang của nhạc sĩ Thế Thông như thúc giục và mời gọi mọi người đến với mẹ La Vang mang theo cảm xúc tràn trào yêu thương. Ban truyền thông Tổng giáo phận Huế xin chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cổng trung tâm thánh mẫu toàn quốc Đức Mẹ La Vang, nơi sẽ diễn ra đại lễ hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2022. Chương trình được bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 với chủ đề Mẹ Maria mẫu gương hiệp hành. Bây giờ chúng tôi xin mời mọi người cùng vào bên trong thánh địa. Chủ đề của hành hương La Vang năm nay mời gọi chúng ta noi gương Đức Mẹ Maria, cùng nhau hướng đến tinh thần hiệp hành trong đời sống hội thánh trần thế, để biết hiệp thông, tham gia, sứ vụ và cùng chia sẻ niềm vui hạnh phúc với người anh chị em mình trên con đường hướng về quê trời. Đã có khá nhiều khách hành hương về bên mẹ hôm nay, từ nhiều tỉnh thành khác đến. Các thánh lễ đang liên tiếp diễn ra trong linh đài mẹ. Bên cạnh những đoàn người xuất sóng sang thánh lễ hay những nhóm người đọc kinh cầu nguyện, thì các nhóm thợ, tình nguyện viên vẫn miệt mài với công việc của mình. Khắp mọi khu vực trong khuôn viên trung tâm, các nhóm thợ đều được tích cực làm việc theo từng công trình riêng biệt dưới sự điều hành của quý cha phụ trách. Những công trình lắp ráp xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, các công trình trang trí bảng hiệu, bố trí không gian, dọn vệ sinh. Khắp mọi điểm trong trung tâm, từ trước và sau tháp cổ, đến linh đài mẹ, đến sân các thánh tử đạo, vương cung thánh đường. Tất cả tạo nên một bầu không khí khẩn trương, nhưng đầy phấn khởi chờ đón niềm vui chung của ngày đại lễ sắp tới. Mỗi người chịu trách nhiệm mỗi công việc riêng theo sự phân công của ban tổ chức, nhưng đều hướng đến tích hiệp hành, nhằm đến mục đích chung, đó là phục vụ cho mẹ và cho anh chị em đồng loại của mình. Kính thưa quý vị, tôi đang đứng trước vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang, nơi đây sẽ diễn ra thánh lễ khai mạc ngày hành hương vào lúc 16:30 chiều 14 tháng 8, và cùng tại đây sẽ diễn ra thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ buổi sáng trên trời vào lúc 5:30 sáng ngày 15 tháng 8. Kính mời quý khách hành hương cùng hiệp dân thánh lễ tại vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Còn những ai không có cơ hội đến với mẹ trong dịp này, chúng ta có thể tham dự chương trình giáo phận Huế.